Tôi chào tất cả anh em nhé, chào mừng anh em đến với video clip của tôi. Dạ, hôm nay tôi đang ở trong rừng anh em ạ. Trong rừng và bị kiên cắn rất là nhiều. Đấy, thì hôm nay một ngày khá là đen đủi với tôi. Tôi bị kiên cắn và đồng đội của tôi thì đã bỏ rơi tôi, thì hiện tại tôi đang bị lạc trong rừng. Lạc trong rừng và đang không biết đường ra đây các bạn ơi. Khá là buồn đây. Lạc trong rừng không biết đường ra. Trời thì tối rồi. Bây giờ thì đã rất là tối rồi các bạn. Bây giờ là 17:52 rồi. Tối muộn luôn. Đấy, thì tôi không biết đường ra nên là tôi làm cái này để trò chuyện với các bạn một chút nữa. Vì là một đoạn có thể phát tán lên mạng nữa mà. Đôi khi ai biết tôi ở đâu lại có thể tìm được tôi đúng không? Ok các bạn nha. Này, thì tôi trong rừng rất là sâu. Ôi trời. Rồi, rừng rú hoang vu quá. Mà đấy, đường về thì chưa biết đâu. Chưa thấy đường về mà tại sao lại đã lạc rồi các bạn ơi. Khá là buồn đấy. Thì là một đoạn video clip để cho các bạn biết là tôi đang ở trong rừng đấy. Anh em nào mà đi rừng mà nhìn thấy tôi thì vui lòng cho tôi xin hãy giúp tôi, cho tôi đi ra theo với. Chứ tôi ở trong này tôi lạc tôi sợ lắm. Tôi rất là sợ ban đêm, sợ bóng tối. Các bạn ạ, bạn nào mà đi lên ở đây mà trong này thì cho tôi theo ra với nhá. Tôi đang lạc trong này đây. Tôi đang sợ bóng tối và lạc trong này. Trời đã về chiều rồi. Càng ngày càng mệt nữa chứ. Mệt nhoài, tôi kiến nó cắn cho là người không còn chỗ nào lành nữa rồi. Rất là khổ sở. Quay clip này tâm sự với các bạn một chút. Các bạn ạ, buồn lắm các bạn ạ. Đây, kiến cắn đi lạc. Chả có đồ ăn nữa. Còn đúng một chút nước cuối cùng này. Chảy sữa. Chút có một chút tí tí thôi để dành đi để dành đêm nay dựng trại có cái mà uống thì các bạn biết đấy, trong rừng này thì rất chi là đói và mệt mà lại không có đồ ăn nữa, rất là khổ cái cảnh đi lạc này. Thì tôi các bạn hãy nhìn rừng núi, các bạn biết ở đâu thì các bạn hãy chỉ tôi đường ra vậy. Tôi không có la bàn. Rất khổ các bạn ạ. Đây, trong rừng sâu. Rồi, tôi đang cố đi ra khỏi rừng. Nhưng mà tôi đi đến đây thì tôi chả biết là đâu rồi, nên nó khá là thoáng. Tôi dừng nghỉ chân một chút. Tôi cũng mệt quá rồi, nên tôi dừng nghỉ thôi. Nghỉ ngơi lấy lại sức. Không có sức mà chiến đấu nữa. Quá là mệt mỏi luôn. Các bạn, quá mệt mỏi. Muỗi thì cắn tôi, kiến cắn tôi rất là nhiều. Các bạn ơi, muỗi cắn kiến cắn rất là nhiều. Đau hết cả người rồi. Cũng may là trời không nắng nóng lắm, khá là mát. Đây là một cánh rừng khá là sâu ở trong mạn Tây Bắc. Mạn Tây Bắc các bạn ạ. Rừng Tây Bắc. Trên Tây Bắc. Rồi. Tiết rất là mệt mỏi, khá là buồn. Trời đã sẩm tối rồi.
tôi chắc là tôi thu dọn đồ đạc thôi để chuẩn bị về thôi các bạn. Tiếp tục đi thôi, xem liệu có ra được khỏi rừng không. Ok, tôi nghĩ là clip này thôi. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo nhé. Xin chào.